Tập 4. Ăn thêm chút đi. Ăn thêm nữa đi. Cô ăn nhiều rồi cô ơi. Đủ rồi. Ngọc Mai, con ngồi yên đó, để mẹ ngồi với con. Không phải là mẹ ép con làm như vậy đâu, mà là biện pháp trong khi không còn cách nào khác. Mẹ cũng hiểu. Theo lý thì dù sao con cũng xuất thân từ gia đình giàu có giáo dục, biết giữ đạo nghĩa. Nhưng chuyện này thật là khó xử cho con. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tuy mẹ xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng mẹ biết là bất hiếu có ba, không có con là tội lớn nhất. Tuy việc này cũng chẳng có gì là thơm tho, nhưng từ xưa đã có những chuyện như vậy rồi. Không chỉ có nhà chúng ta mới làm như vậy đâu. Ngọc Mai à, con giữ lại cội nguồn cho nhà họ Âu Dương chúng ta đi. Nhà
Mẹ cầu xin con. Mẹ cầu xin con. Nếu chuyện này tôi đã làm sai, thì ông trời hãy sấm sét đánh chết tôi. Mẹ. Ngọc Mai. Bao nhiêu năm nay, tại sao thằng Nam nó không yêu con? Chính là vì con không sinh ra đứa con nào cho nhà họ Âu Dương. Nếu con có mang thì nó sẽ yêu thương con. Con quỷ nhỏ đó còn dám hung hăng phô trương nữa không? Hơn nữa, cháu trai của mẹ, con đã thấy rồi đó. Nó vừa trẻ lại thật thà, coi như nó cũng xứng đáng với con rồi. Ngọc Mai. Mẹ. Việc này nếu chẳng may loan ra ngoài, sau này làm sao con còn sống nổi? Còn ngốc quá, không ai biết đâu. Chỉ có con biết, mẹ biết, trời đất biết. Có thằng Nam nó còn không biết nữa mà. Tục ngữ đã có câu, trong bầy chẳng có con dê nào là không nhận con của mình. Chỉ cần đẻ nó ra thì nó chính là cốt nhục của nhà họ Âu Dương. Ai dám lời ra tiếng vào? Ai dám? Ngồi đó, chờ một chút. Cô, con vào trong đi. Con vào trong ngay đi. Mau lên, vào trong. Cô à, con qua vô trong mau đi. Vào đi. Ông trời, tổ tông ơi, hãy sinh cho con một đứa cháu nội. Xin hãy cho tôi một đứa cháu nội. Uống miếng nước đi. Rửa tay đã. Đi đi.
Nè, cặn. Lại. Nè. Ăn đi. Anh nói cho nghe. Đêm hôm khuya khoắt, có tiếng mở cửa, đóng cửa. Lúc đầu anh còn tưởng là ăn trộm, đã đột nhập vào phòng của bà lão ăn cắp. Nên anh cầm theo cây gậy leo lên đầu tường, cố mà nhìn vào trong, chẳng có nhìn thấy ai cả. Ngày hôm sau, cũng không nghe bà lão nói là bị mất cắp đồ đạc. Cứ như vậy, mấy đêm rồi, ngày nào cũng nghe tiếng mở cửa, đóng cửa giữa đêm khuya. Anh hiếu kỳ nên có một ngày anh cho đàn súc sinh ăn rất sớm. Chưa tới canh hai, anh đã leo lên đầu tường chờ cho tới canh ba. Các em đoán xem chuyện gì? Gầy gò lắm. Thì anh cứ nói ra rốt cuộc là chuyện gì? Đúng, nói mau đi. Anh đã theo dõi rất nhiều ngày, đêm nào cũng vậy. Các em nghĩ xem, bà lão ấy có thể nào không biết chuyện này không? Như vậy là một tay mẫu lạc đà đã dàn xếp. Theo anh thì là mượn giấm. Nhanh lên. Uống đi. Nhanh lên. Hình như có động tĩnh gì thì phải. Để em ra ngoài xem thử. À đây, nằm xuống. An toàn rồi, đóng cửa. Anh em này, nơi này không thể tiếp tục ở lại được nữa. Ngoài nơi quan giả này, chẳng may xảy ra sự cố gì cũng không có ai cứu em đâu. Rốt cuộc là ai? Còn có ai nữa? Không lẽ là Lưu Đại Pháo, là quả do anh đã gây ra? Đại ca, chuyện này không liên quan tới anh. Các anh cứ yên tâm, bọn chúng không dám làm gì em đâu. Đại ca, hay là vậy đi, dọn qua nhà em ở đi. Ngày tới còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Được, đây là một ý kiến hay. Đại ca, nhị ca, cứ để em chờ bọn chúng tại đây. Sao em cố chấp quá vậy? Chị dâu, dáng vẻ chị chạy chuốt trông rất đẹp. Đẹp thì cậu cứ nhìn thêm vài cái nữa. Vài ngày nữa là cậu phải đi rồi. Thật ra 10 năm trước tôi đã leo lên giường của chị rồi. Nói bậy.
Thật mà, 10 năm trước lúc chị vừa gả sang bên này, cha tôi đưa tôi đến đây ăn tiệc mừng. Có rất nhiều người đến xem phòng mới. Tôi còn đùa giỡn trên giường của chị nữa đấy. Sau đó mẹ tôi đã tát cho tôi một cái. Bao năm đều đã trải qua rồi. Nhìn đi, tôi cũng đã già rồi. Nói bậy. Thời gian gần đây, tôi cảm thấy chị trẻ ra 10 tuổi. Gà gáy rồi. Cậu phải về phòng. Nè. Bảo vệ bình an của từng hộ từng nhà. Chuyện gì vậy? Em không biết. Ai có tiền thì ra tiền. Lại xảy ra chuyện gì đây? Náo loạn âm sầm. Này có thổ phỉ xâm nhập giết hại bá tánh quê ta. Vì muốn bảo vệ bình an cho từng hộ từng nhà. Ai có tiền ra tiền, ai có sức ra sức. Thiếu gia, cậu về rồi à? Có việc đang cần bàn bạc với cậu đây. Đây là giấy được ông trưởng trấn phát cho nhà mình. Viết gì vậy? 10 gánh thóc à? Sao nhiều vậy? Dạ. Thưa mẹ, con đã về. Về rồi à? Thưa mẹ, con nhận ra cái nhà này ư? Sao không ở ngoài thêm vài ngày nữa? Phủ đầu à, uống nước đi. Cô ơi, không sao đâu. Uống trà nóng đi. Đổ mồ hôi kìa. Dạ không sao. Nhìn cái gì? Đi làm việc con nên làm đi. Mẹ à, vừa rồi ông trưởng trấn lưu cho người mang tới một lá đơn, nói là gần đây có thổ phỉ đến quấy nhiễu, các hộ đều phải nộp tiền tăng lên, nhà chúng ta phải nộp 10 gánh thóc. Không nộp, tên lưu đại pháo đó giỏi nhất là ức hiếp người ta. Mẹ à, theo con. Hay là cứ cho hắn đi. Nhà chúng ta là hộ giàu có trong trấn. Chẳng may có thổ phỉ thật thì nhà đầu tiên bọn chúng cướp cũng chính là nhà chúng ta. 2-3 bữa là nói có thổ phỉ, thật hay không ai mà biết được.
Vậy theo mẹ phải nộp. Nộp đi, nộp đi. Nộp cho hắn 8 gánh. Đồ khốn. Nộp cho hắn 8 gánh. Cô à, xem này. Đẹp quá. Thiếu gia, bà hai về rồi à? À, thợ mộc đó mời về từ khi nào vậy? Sau ngày em bỏ đi 2 ngày. Vậy là đã hơn 1 tháng rồi rồi. Có gì không? Ở huyện thành, sao không nghe anh nhắc vậy? Đây đâu có chuyện gì lớn. Hơn nữa, phủ đầu nó đâu phải là người ngoài, là em họ nhà cậu anh, cháu trai mẹ anh. Nó tên là Phủ Đầu. Sao vậy? Không sao, chỉ là em cảm thấy hơi lạ. Trước đó đâu có nghe bà cụ nói muốn sửa gia cụ gì đâu. Nè, thằng thợ mộc đó ăn ở đâu vậy? Anh sắp xếp cho nó ở chung với bọn người hầu. Nhưng mẹ nói khó lắm. Cháu trai mẹ mới đến đây một lần, nên cứ để nó ở với mẹ. Ngày tối còn có thể tâm sự. Sao em lại quan tâm đến chuyện của nhà họ Âu Dương vậy? Anh này, ai biểu em là bà hai của nhà họ Âu Dương chứ? Thưa bà hai, bà cả đâu rồi? Bà cả ở nhà sao? Đó là phải chăm sóc 2 bữa cơm cho anh thợ mộc. Canh tư rồi. Chị dâu, trời sáng là tôi phải đi rồi. Sau này tôi còn có thể đến thăm chị được không? Vậy tự chị phải bảo trọng. Thank you.
ơi, con phải về đây. Phụ đầu, cô nói ra rồi là như vậy. Số tiền này đủ cho con mua 50 mẫu đất. Cầm lấy. Không, cô à, số tiền này con không lấy. Tại sao? Không có sao cả. Chỉ là số tiền này con không thể lấy. Không phải là con đã để ý nó rồi chứ? Không có. Làm sao có chuyện đó được? Con phải biết là nó là chị dâu họ của con. Con không được động lòng với nó. Hơn nữa, chuyện này ra ngoài rồi, con không được nói với ai. Nhất định phải chôn vùi trong tận đáy lòng, biết không? Cầm lấy. Cầm lấy đi. Cầm lấy. Không, con không cầm. Cô à, đừng đưa cho con. Cái thằng này, con không lấy thật mà. Cô cứ mang cất đi. Con về đây. Cái thằng này. Chăm sóc tốt cho con nhé. Em biết rồi. Anh nhớ về sớm. Anh biết rồi. Anh đi đây. Nè, khoan đã. Cẩn thận một chút. Tên này võ công cao cường, đừng bao giờ để hắn đến gần. Đi đi. Mau lên. Trưởng trấn Liễu mau đuổi theo con thuyền đằng trước. Mau lên.
Thả tôi ra. Ông thả tôi ra. Thả ra. Cô qua đây. Tôi bẻ cổ nó chết. Tôi bẻ cổ nó chết. Tôi không tin một ngư dân đi đánh cá lại có thể vô duyên vô cớ bị chết chìm dưới nước. Chắc chắn trong đó có vấn đề gì. Em dâu, chắc chắn là em biết rõ sự tình. Mau kể cho anh nghe đi. Cô dám nói với người khác, ta sẽ giết chết con trai cô. Em đã nói rồi, anh ấy bị chết chìm. Có phải là Lưu Đại Pháo không? Có phải không? Không phải ông ấy. Anh đừng đoán mò. Vậy rốt cuộc là ai? Em nói mau, nói mau. Tùng Ba, em làm gì vậy? Có gì cần hỏi, có nghi ngờ gì, sau này mới hỏi đi. Đừng khóc. Đừng khóc. Sư đệ, em cứ yên nghỉ. Máu của em không thể chảy một cách ù phí như vậy được. Nếu không lấy lại sự công bằng cho em, Triệu Tùng Ba này sẽ không phải là huynh đệ của em nữa.
có thích khách, có thích khách, đứng lại, thích khách. Ở đâu? Ở bên kia, mau. Mau điều chỉnh đến phần trăm, dẫn đến. Điện. Cha, Nương, nói mình đây là ngày sinh nhật con. Ta đưa con ra Nguyễn Hàm chơi đi. Ây dù, nếu không phải Nương nói, Đệ chân bà Nương sinh nhật quên mất sinh nhật của con. Vậy đi. Ngày mai để anh con đưa con ra Nguyễn Hàm chơi, được không? Quay. Dạ được, ngoan. Cơ, ngày mai em đưa anh ra ngoài thành chơi được không? Được. Xa. Hạnh Nhi, 明天一早起啊，哥就带你进县城， 给你买好吃的， 好玩的， 好不好？ Được không? Được. Ăn thêm đi. Gần đây việc dưới ruộng càng lúc càng nhiều hơn. Con không thể nào cứ núp trong thư phòng mãi được. Việc ở dưới ruộng con cần phải quản xem sao. Việc dưới ruộng không phải là đã có Lưu Nhĩ Khoan lo rồi sao? Nó có một người anh em làm nghề đánh cá. Không hiểu tại sao tự nhiên lại rơi xuống sông chết chìm. Mẹ đã cho nó qua bên đó lo liệu hậu sự rồi. Theo lý, nó là một ngư dân, bơi rất giỏi. Sao lại có thể bị chết chìm được chứ? Theo lời đồn của người dân trong trấn là bị kẻ khác giết hại. Còn nghe nói việc này có liên quan với Lưu Đại Pháo nữa. Tên Lưu Đại Pháo đó đã bị người ta đánh, đánh cho què rồi. Nhưng chuyện này các con nghe không giống như là cơm canh của hôm nay vậy. Nuốt hết vào trong bụng đi, đừng bao giờ đồn ra ngoài, hiểu không? Tên Lưu Đại Pháo này có xích mích với nhà chúng ta. Nam à, con ra ngoài phải cẩn thận hơn. Dạ. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm, con sẽ cẩn thận. Chị à, có sao không? Không sao. Không sao. Còn có thể là tại hôm qua con không đắp mền nên bị lạnh. Người đâu? Vừa bà cả về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ chút nữa mới ăn.